Alaska Airlines mới đây đã chính thức trở thành hãng hàng không Mỹ đầu tiên thiết lập tuyến bay từ miền Tây Duyên Hải Mỹ tới Cuba. Đây là tuyến bay hàng ngày với lộ trình qua Seattle, Los Angeles và Havana. Chuyến bay đầu tiên từ miền Tây Duyên Hải Mỹ tới thủ đô Havana của Cuba đã hạ cánh vào tối ngày 5 tháng 1 vừa qua. Trong chuyến bay này có tổng cộng 100 hành khách, bao gồm đại diện của hãng hàng không, các chính trị gia, doanh nhân và khách du lịch. Chúng tôi sẽ là hãng hàng không lớn nhất của miền Tây Duyên Hải Mỹ. Việc trở thành hãng hàng không duy nhất cung cấp các tuyến bay từ đây tới thủ đô Havana là một điều rất tuyệt vời đối với chúng tôi. Alaska hy vọng có thể đưa được nhiều hành khách từ miền Tây Duyên Hải Mỹ tới Cuba và ngược lại. Mối quan hệ giữa Cuba và Mỹ đang dần được nối lại sau hàng thập kỷ chiến tranh lạnh, công lớn là nhờ chính quyền Tổng thống Obama. Sau khi ông Obama dỡ bỏ lệnh cấm vận lên Cuba, các hãng hàng không Mỹ đã được phép thiết lập đường bay tới quốc đảo này. Alaska là hãng hàng không thứ 8 tham gia vào việc thiết lập tuyến bay tới Cuba. Tuyến bay này được kỳ vọng sẽ giúp tăng số lượng du khách, kích thích sự phát triển của nền kinh tế Cuba. Trong năm 2016, đất nước này đã chào đón lượng khách du lịch kỷ lục là 4 triệu lượt, tăng 13% so với năm ngoái. Tuy nhiên, mối quan hệ của Mỹ đối với Cuba trong thời gian tới vẫn còn là một dấu chấm hỏi, khi mà Tổng thống mới đắc cử ông Donald Trump đã có lời đe dọa chấm dứt mối quan hệ vừa mới ấm lại đối với đất nước này.